Chào mọi người, em có một cái máy cưa khai thác nha mọi người. Con này công suất nó tầm 62cc nha. Này như là 162. Này, về bộ lam xích này, lam xích Wanagin, lam chuột này, lam gương ha. Bạn lớn, VIP luôn. Xài xích lớn thì nó dày như mới luôn. Nói chung là bộ lam xích này mua một bộ như vậy 1 triệu bạc không có đâu nha mọi người, không có để mua luôn. Quá VIP. Huana này khai thác cái lam này chắc lam 40 lam chắc 60 6 mấy 65 mọi người, lam 60 hay 68 gì ấy. Wow, cái bộ lam xích này kiếm để mua dùng không có luôn, mặt tiền con đẹp ha. Huana chưa vệ sinh nha. Này là hơi ngon nha mọi người, này là mở bô piston sáng nha, không bị xước gì. Cái nắp gió, cái nắp mà trên này thì cái này là có một tí thôi, có một tí, không có vấn đề gì hết, không ảnh hưởng gì hết, cái nắp thôi, nắp nhựa thôi. Đủ đô nha mọi người. Con này thì để cho mọi người 2,6 triệu nha. 2,6 triệu bao ship cho mọi người nha. Này là em bao hơi nha, này em bao hơi máy đủ đồ nha mọi người. 2,6 triệu bao ship luôn nha. Mua thì chuyển khoản về số tài khoản dưới phần mô tả giúp cho em nha mọi người. Wow, cái bộ lam xích quá phê luôn mọi người. Tính ra nếu mà mua bán riêng bộ lam xích này 1 triệu bạc thì cái đầu máy này tính ra chỉ còn 1 triệu mấy, quá rẻ. Đầu máy Hù 62 mà 1 triệu mấy thì quá rẻ. 2,6 triệu bao ship, chưa dọn nha, bao hơi.